Thì tương lai đơn được sử dụng với liên từ chỉ thời gian when. Tương lai gần. Khi nào tôi rảnh, tôi sẽ thăm ông ấy. When I'm free, I'm going to visit him. When I'm free, I'm going to visit him. Hoặc, I'm going to visit him when I'm free. I'm going to visit him when I'm free. Hiện tại tiếp diễn. Tôi thường nghe đài khi tôi đang lái xe. I often listen to the radio when I'm driving. I often listen to the radio when I'm driving. Hiện tại đơn. Tôi không bao giờ hút thuốc khi làm việc. I never smoke when I work. I never smoke when I work. Hoặc, when I work, I never smoke. Quá khứ đơn. Ông ấy về hưu khi ông ấy bao nhiêu tuổi? How old was he when he retired? How old was he when he retired? Thì quá khứ tiếp diễn. Tối qua khi tôi gọi điện cho anh đang làm gì? What were you doing when I called you last night? Khi anh gọi điện cho tôi đang ngủ. I was sleeping when you called me. I was sleeping when you called me. Và thì tương lai đơn. When có nghĩa là khi nào. Khi nào tôi đến đó, tôi sẽ gọi điện cho anh. Khi nào tôi đến đó, ta nhớ sử dụng thì hiện tại đơn. When I come there. Tôi sẽ gọi điện cho anh. Ta sử dụng thì tương lai đơn. I'll call you. I'll call you. I'll call you when I come there. I'll call you when I come there. Hoặc, when I come there, I'll call you. When I come there, I'll call you. Mệnh đề đứng sau liên từ when được sử dụng ở thì hiện tại đơn, mặc dù mang nghĩa tương lai. Bài tập. Khi nào tôi về hưu, tôi sẽ sống ở miền quê. Tôi sẽ về quê sinh sống. I'll live in the country when I retire. Hoặc, when I retire, I live in the country. When I retire, I'll live in the country. Khi nào anh ấy đến đây, tôi sẽ kể cho anh ấy nghe về việc này. I'll tell him about this when he comes here. I'll tell him about this when he comes here. Hoặc, when he comes here, I'll tell him about this. Khi nào anh ấy lập gia đình, chúng tôi sẽ mua cho anh ấy một căn hộ. We'll buy him a flat when he gets married. We'll buy him a flat when he gets married. Khi nào tôi lãnh lương, tôi sẽ cho anh mượn một ít tiền. I'll lend you some money when I get the salary.
I'll lend you some money when I get the salary. Khi nào mùa đông đến, tôi sẽ mặc chiếc áo khoác dài này. I'll wear this coat when winter comes. I'll wear this coat when winter comes. Khi nào anh cần xe này, tôi sẽ cho anh mượn nó. I'll lend you this car when you need it. I'll lend you this car when you need it. Khi nào ông ấy muốn về nhà, tôi sẽ cho ông ấy quá gian. I'll give him a ride when he wants to go home. I'll give him a ride when he wants to go home. Khi nào tôi rảnh, tôi sẽ đi với anh. I'll go with you when I'm free. I'll go with you when I'm free. Khi nào tôi có đủ tiền, tôi sẽ mở một nhà hàng. I'll open a restaurant when I have enough money. I'll open a restaurant when I have enough money. Khi nào chúng tôi tổ chức đám cưới, chúng tôi sẽ mời anh. We'll invite you when we hold the wedding. We'll invite you when we hold the wedding.